nhà nhà người người đi thi hoa hậu. Việc một số người đẹp có những hành động, phát ngôn khiến cộng đồng mạng ngã ngửa và những sai lầm đó không phải hiếm gặp mà diễn ra một cách khá thường xuyên, khiến người hoài nghi liệu các cuộc thi hoa hậu có còn mang tính đại diện cho nét đẹp quốc gia như trước đây nữa hay không. Số lượng nhiều cuộc thi sắc đẹp được tổ chức dẫn đến nhiều hoa hậu trên các lĩnh vực được vinh danh nhưng trong số đó không phải ai cũng đủ tiêu chuẩn và xứng đáng. Người đẹp chân chính không chỉ phụ thuộc vào ngoại hình mà còn ở những phẩm chất đạo đức, tính nết và lòng yêu nước, đừng vì lợi ích cá nhân hay vì mục đích gì mà làm xấu đi danh hiệu hoa hậu. Có thể thấy, một vài cuộc thi sắc đẹp hiện nay đang dần đánh mất giá trị và tinh thần đích thực của nó. Các thí sinh thường thiếu bản lĩnh và tri thức, không vững ngoại ngữ và phát biểu theo cảm tính mà không có chủ đề. Nhiều khi, những câu trả lời chỉ xuất phát từ sự thích thú, không có nền tảng tri thức. Điều này khiến cho cuộc thi hoa hậu trở nên vô ích và mất giá trị về mặt giáo dục. Phải chăng đã đến lúc chúng ta cần phải nhìn lại tiêu chuẩn và cách chọn người đẹp trong các cuộc thi này? Điều quan trọng hơn là đánh giá sự hòa hợp của người đẹp với đất nước, khả năng làm giàu cho quê hương và đóng góp tích cực cho xã hội. Cần tạo điều kiện cho những người phụ nữ thành đạt, những người đã đi lên bằng chính tâm, tài và đức để họ có cơ hội thể hiện giá trị thực sự của mình. Việc theo tiêu chuẩn quốc tế trong lựa chọn hoa hậu cũng không đảm bảo rằng chúng ta đang tôn vinh và bảo tồn văn hóa và tư chất của người phụ nữ Việt Nam. Phụ nữ Việt Nam luôn được nhớ đến với tính khiêm tốn, nền nã và nhân hậu. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta lại chọn những người có nét đẹp ngoại lai, không hòa hợp với văn hóa truyền thống của dân tộc. Các cơ quan chức năng trong nước cần cân nhắc lại các quy định và tiêu chuẩn chọn người đẹp trong cuộc thi hoa hậu. Chúng ta cần hạn chế các cuộc thi vô nghĩa và tập trung vào những cuộc thi thật sự ý nghĩa, góp phần tôn vinh và thể hiện tư chất đích thực của người phụ nữ Việt Nam.